xin chào tất cả bà con. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung rất là cần thiết cho việc nuôi chim bồ câu, làm sao cho nó hiệu quả. Đó là buổi tối mình phải đi soi xem trứng nó có cổ hay không. Đối với những cái bà con mà không sử dụng máy ấp trứng thì mình phải đi dọn như thế này. Còn đối với những bà con mà nuôi sử dụng máy ấp trứng như ở trại của mình á, thì mình sẽ kiểm tra vào ban ngày cũng được. Nhưng mà đối với riêng cái việc nuôi chim bồ câu mà không sử dụng máy ấp trứng thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người biết luôn nhé. Thì buổi tối đó là thời điểm mình sẽ đi soi trứng bồ câu xem có cổ hay không. Và mình hạn chế tốt nhất làm sao mà không có bật điện mọi người nhé. Mình chỉ dùng có thể sử dụng cái đèn flash bằng của điện thoại hoặc là sử dụng cái vật mũi này thôi. Tại vì buổi tối chim bồ câu nó không có thích ánh sáng nhiều mọi người. Thì khi mà mình sử dụng ánh sáng nhiều, chim bồ câu nó kiểu như là nó bị sợ, là nó sẽ vẫy cánh và nó sẽ xảy ra cái tình trạng đó là bị vỡ trứng. Thì đây mình sẽ soi luôn cho mọi người xem trứng chim bồ câu như thế nào gọi là có cổ nhé. Và đây, những chim bồ câu của mình ở đây là lấy thử, nó rất là dữ mọi người. Đây cho mọi người xem luôn, trứng nó có cổ hay không này. Đây này, cái này là gần nở rồi mọi người nhé. Khi mà mình đây này mọi người có thể thấy này, ở trong là nó có cái đường gân máu này, mọi người xem thấy rõ là bên trong nó có cái đường gân máu mà nó đặc như này này. Đó là chim bồ câu là gần nở đấy, cái này tầm khoảng vài ngày nữa là nở thôi. Đây chim bồ câu của mình thì ở đây thì mình cũng những con cặp nào tốt là mình sẽ cho ấp bằng máy ấp bằng tự ấp luôn. Đây cho mọi người đi xem thêm một vòng này. Đây là giống chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái mọi người nhé. Đây cho mọi người xem luôn. Cặp này là đây, tự ấp nở và tự nuôi con là mọi người nhé. Đây cho mọi người xem này, rất là to này, mọi người thấy khủng khiếp không? Đây là chim bồ câu con mới nở được khoảng 3 ngày. Nở 3 ngày mọi người nhé. Thì chim bồ câu ra ràng thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày thì mình sẽ làm thịt được. Có những con chim bồ câu nó đẻ tầm khoảng được 1-2 ngày là mình soi chưa soi được đâu mọi người. Tầm khoảng ngày thứ chuẩn nhất là từ ngày thứ 7 trở đi á, rồi mình soi thì nó mới chuẩn được. Đây, cái cặp bồ câu đây này, như cho mọi người xem này, những cái cặp bồ câu mà mới đẻ trứng ấy, tầm khoảng được mới đẻ trong ngày ấy, thì thường là mình soi sẽ không được đâu nhé. Mình soi mình sẽ không biết là tại vì nó chưa có nó hiện lên á, thì mình sẽ xem nó không có chuẩn. Đây mình đối với những cái đây để cho mọi người xem này, cái này xem cho rõ này. Đây này cho mọi người xem này, cái này là mới đẻ mình soi sẽ không thấy được. Đây cho mọi người mình sẽ soi thêm làm sao để mọi người phân biệt được là trứng chim bồ câu như thế nào là có cổ. Mấy cái này không mới đẻ mọi người, một quả là mới đẻ nhé, ngày hôm sau nó sẽ đẻ thêm một quả nữa. Thì chim bồ câu thì tầm khoảng 2 ngày nó sẽ đẻ xong một lần của nó. Con này mình cho ấp 3 trứng luôn mọi người này. Cho mọi người thấy là con này mình đây. Đây mọi người nhé. Đây cho mọi người xem từng quả một đi. Đây. Nó rất đặc. Đây này. Mình ốp vào trong mà mình thấy cảm thấy nó rất đặc mà nó có đường gân máu á. Thì đó là chim bồ câu là gần nở mọi người nhé.
đây này, đấy, cái này là gần nở rồi, là gần nở. Đây như quả này đây này, đây này, đây này, quả này cũng gần nở, nó đặc, nó rất là đặc, và nó có đường gân máu, là chim bồ câu là gân nở. Đây là gân nở hết rồi. Mình cho nó ấp 3 quả luôn đấy mọi người. Còn cái này là mới đẻ một trứng thì ngày hôm sau nó sẽ đẻ tiếp một trứng nữa. Đây cho mọi người xem này. Đây là cặp bồ câu mi mắt nhé, rất nhiều người thích nuôi đây. Cặp trắng này, cho mọi người xem luôn. Đây này, cho mọi người thấy này, ở dưới này, ta thấy nó đặc cái này này, nó đặc mà nó có một vòng ở dưới này, nó là gần nở đấy, cái này chắc 1-2 ngày nữa nở. Thì nhân đây mình cũng chỉ cho mọi người biết là chim bồ câu như thế nào là gần đẻ. Tại vì khi mà mình quan sát con chim bồ câu á, mà mọi người để ý kỹ, bà con phải để ý thật kỹ. Đó là những con chim bồ câu mái nào mà nó hay nhảy lên ổ á, nó hay nằm nằm ổ á, đó là chim bồ câu gần đẻ mọi người nhé. Còn những con chim bồ câu nào mà nó không nằm ổ mà nó cứ ở ngoài lồng thôi á, thì nó thì nó chưa vào đẻ đâu. Thì đó là cái cách mà mình dễ mình nhận biết nhất. Chính như vậy là khi mà mình nuôi chim bồ câu bằng sử dụng máy ấp trứng á, thì mình sẽ đi gom trứng vào buổi chiều tối khoảng 5 đến 6 giờ, khoảng thời gian đó là chim bồ câu bắt đầu đẻ. Thì mình sẽ đi gom một lượt trứng á, mình bỏ vào máy ấp trứng. Còn đối với những cặp nào mà mình mọi người muốn cho nó ấp, tự ấp luôn, thì mình cứ để cho nó ấp và tầm khoảng vài ngày sau mình đi soi trứng xem có cổ hay không. Nếu mà chưa chuẩn thì mọi người phải ghép chim bồ câu lại. Cái đó là những cái thông tin mà đặc biệt quan trọng luôn. Còn đi soi chim bồ câu thì mọi người phải đi soi vào buổi tối nhé. Tại vì soi ban ngày nhiều khi thứ nhất là cái ánh sáng đèn. Cái ánh sáng đèn nó khó để cho mình nhìn được bên trong cái quả trứng bồ câu có cổ hay không. Còn buổi tối thì mình chỉ sử dụng đèn, một cái đèn flash này thôi, mình soi lên thì quả trứng rất dễ để nhận biết. Tại vì những cặp nào mà có cổ là có gân máu ở bên trong cái quả trứng. Và là mình nhìn thấy cái tim nó đập thình thịch luôn á, mình nhìn thấy nó đập luôn á, thì những quả đó là nở 100%. Nếu không bị rớt, bị bể nha, thì đó là nở 100% luôn. Còn những cặp nào mà không có cổ thì mình lắc qua lắc lại, mình thấy những kiểu như nước á, mà như có nước, những quả đó là không có cổ. Thì mọi người phải kiểm tra lại là cái cặp chim bồ câu mình ghép có chuẩn hay không. Và tiếp theo nữa là có thể là đúng, nhưng mà con trống nó không chất lượng thì mình phải thay. Còn tuy nhiên thì đối với những cặp chim bồ câu ở bên mình ghép thì đương nhiên là mình cảm thấy rất là chuẩn. Vì nếu mình ghép không chuẩn thì cái lượng trứng nó đẻ ra nó không nở thì mình cảm thấy rất là uổng. Nội dung hôm nay của mình thì cũng xin tạm dừng ở đây. Còn bà con nào mà nuôi chim bồ câu mà chưa rõ kinh nghiệm thì cứ nhắn tin gọi điện cho mình trên cái kênh Nông Dân Làm Giàu YouTube này, Zalo này, Facebook này, Nông Dân Làm Giàu, mình sẽ trả lời cho mọi người hết. Tạm biệt tất cả mọi người.